Hi, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì rất là xin lỗi mọi người là mấy bữa nay Megumi đang bị ốm nghén các bạn, nó rất là khó chịu trong người cho nên là mình không có ra được nhiều video nha. Đi làm về xong rồi mình dọn dẹp nhà cửa, mình rửa chén, quét nhà, nói chung là làm nó không có nhiều thời gian cho nên là mình không có ra được video. Hôm nay mình sẽ làm cái video rất là đặc biệt, đó chính là mình sẽ cùng với ông bố vợ mình á, ông ba vợ mình á, đi chợ hải sản ở Nhật để mua tôm, ghẹ, cá, cua gì, tôm, cua, cá, ghẹ về. Mình làm một cái video là ăn mừng 300.000 người đăng ký. Nói chung thì 300.000 người, bây giờ hơn 300.000 người đăng ký mình vẫn chưa làm được á, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là ăn mừng 300.000 người đăng ký, ăn mừng nút bạc thứ ba nha. Nó nói là nút bạc thứ ba nhưng mà YouTube nó không có cho mình các bạn. 300.000 người đăng ký rất là hoành tráng luôn. Các bạn hãy cùng nhau tham gia buổi tiệc hôm nay với mình nha, để mình đi quay cái chợ hải sản như bạn cùng coi nha. Ok, let's go. Ok, hello, xin chào tất cả bạn nha. Thì mình đang ở trên xe, đây là ông hôm nay bố vợ ông sẽ, ông ba vợ mình ông sẽ lái xe chở mình đi ra chợ hải sản nha. Đó, ô tô sợ. Xin chào. Xin chào. Hôm nay ông bố vợ sẽ làm tài xế nha. Kore kara no kaisha ichiban desu ne. So so so. Umi no hou desu ne. Numazu. Hai. Numazu itte mo umi no wakanai. Wakanai. Umi no hou. Umi no hou. Daitai dono gurai kakaru desu ka? Kuruma de. 1 jikan gurai. 1 jikan gurai. Um. Soko wa nani? Kekkou ano o sakana to ka iroiro no kaisha ni utteru desu ka? So, gyokou san de. Demo ano kankouchi. 観光漁業みたいな。お、でも生ですかね。まだ生きてるやつです。あ、うん、生きてるやつもいるし。はいはい。お寿司屋さんとか海鮮丼とか食べ物屋さんもあるし。はい。今日はあの麺はいっぱい生きてる海鮮を買って、で、30万人の登録のお祝いしたいんで。なるほどね。今日参加してくれてありがとうございます。 じゃあお祝いパーティーだね。パーティーですね。よくベトナムにあるんで、10万人か20万人と30万人とかそのポイントでやるんですよね。 Rồi các bạn ơi, nói chung thì bây giờ ông bố vợ ông đang lái xe rồi, thì mình ghé vô trong cái cửa hàng tiện lợi mua một ít cơm cục và cơm nắm á, với lại một ít đồ ăn mình ăn lót bụng một chút xíu nữa mình đến đó rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em cùng coi nha. Các bạn sẽ coi chợ hải sản của Nhật như thế nào, nhưng mình hôm nay cũng là lần đầu tiên đi luôn nha mọi người. Ok. Đây các bạn ơi, trước mắt các bạn ở đây là một cái khu chợ bán hải sản mà hôm nay nó không có làm nè các bạn. Các bạn thấy ở bên kia là biển rồi, những con thuyền người ta đi đánh cá người ta vào á. Mà hôm nay mình đến là người ta không còn bán nữa, buồn ghê, chợ hải sản mà không bán nè các bạn. Ở đây thì rất là nhiều người dân người ta đến đây người ta tham quan. Và những cái cửa hàng, những cái nhà hàng bán cá rồi, người ta bán đồ ăn không, người ta không có bán cá tươi mọi người. Nên là hôm nay mình quyết định là đi qua cái chỗ khác mình mua nha. Ở đây là đường Mai Dừa. Đây nó có bán những cái những con ốc nè. Con nó mẹ của Kuroi Tabetan được chưa? Megumi to. Là chigau toko iko desu ne. Ikun desu. Hai. Hôm nay ở đây nó không bán rồi nên là hai cha con quyết định là đi ra một cái chợ hải sản khác nha mọi người. Đó, rất đông xe, hôm nay kẹt xe ở đây luôn mọi người. Đây là cái khu tham quan á, gần biển á mọi người. Buồn ghê á, thôi bây giờ mình đi chỗ khác nha mọi người nha. Chạy xe đến đây cũng gần 2 tiếng đồng hồ mà giờ không có bán rồi. Rồi các bạn ơi, nói chung thì hôm nay đi vòng mấy cái bãi biển luôn á, đi hết ra kêu nó gọi vui chỉ cần vui chỉ cần vui nên chưa bị cho nên là bữa sau mình sẽ làm con đồ barbecue nichio đi xong mà ta biết nữa kêu nó gọi nó cái hôm nay mình sẽ đi đến gần cái nhà mình, nó có cái siêu thị hải sản, mình mua cơm về mình ăn nha các bạn. Thì xíu mình quay các bạn cùng coi luôn. Nói chung thì hôm nay thất bại rồi, hôm nay đi mua hải sản tươi mà không có rồi, cho nên là thôi
Bây giờ mình sẽ cùng với ông ba vợ mình đi mua ít đồ nha. Bữa sau mình sẽ làm barbecue nha mọi người. Ok. Rồi các bạn ơi, hôm nay hai cha con mình đi kiếm hải sản mua mà không có, ghé vô trong cái tiệm bán cá gần nhà các bạn. Mua được một ít đây. Đây là những cái con nghêu nè, chút xíu nữa mình sẽ hấp xả đi nha. Đó, đây cũng có đó nè. Đây hàu nữa các bạn. Xíu nữa mình không phải hấp xả, mình sẽ nướng với mỡ hành nha. Mình sẽ nướng mỡ hành để mình cho ông bố vợ ăn thử nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đang cắt cái mấy con hàu này ra nè. Đó, bây giờ chút xíu nữa để mình bỏ mấy cái mỡ hành với lại ấy là mình cắt mấy con hàu ra nè. Bỏ vô mình nướng các bạn. Đó. Nãy giờ mình cắt cũng gần nhỏ ra hết rồi, để cho chút xíu nó dễ ăn á. Đó thì chút xíu nữa các bạn, mình sẽ bỏ mỡ hành này vô nè. Đó, mỡ hành nè. Đó, rồi mình sẽ cho đậu phộng vô nè. Đây mình có đậu phộng nè. Đó. Đậu phộng với lại mình sẽ có nước mắm nha. Đó. Nước mắm tỏi ớt mình chuẩn bị sẵn, nước mắm ngọt á, mắm chua ngọt các bạn. Đó, xíu mình sẽ cho chút xíu vô mình làm. Rồi ở đây mình sẽ hôm nay mình sẽ làm theo hai phong cách là vị Việt Nam và vị của Nhật. Đây là cái nước này, nước tương của Nhật nha. Thì mình sẽ làm hai cái để ông ăn được cái nào, ông thấy cái nào ngon hơn, để ông có ăn được cái vị nước mắm hay không á. Để bữa sau mình có thể mình làm cái tiệc barbecue thật là lớn, mình ăn mừng 300.000 người đăng ký nha. Để mình sẽ mời mấy đứa em gái á, mấy Megumi tới á, là con gái ổng, nếu mà ông ăn được thì mấy đứa con gái ổng cũng ăn được nha, ông ba vợ mình á. Thì hôm nay mình tự làm trước thôi. Nói chung thì hôm nay mình đi mấy tiếng đồng hồ đi kiếm hải sản, mình tính kiếm tôm hùm rồi cua hoàng đế rồi về để làm ăn mừng lớn luôn mà không có bán. Mà các bạn, nó chợ hải sản nó đóng cửa hết rồi, hôm nay chủ nhật á, không có tàu thuyền nó ra biển nó đi hết đó, cho nên là hôm nay mấy cái tiệm bán cá nó dẹp hết, không có bán được, cho nên là đi cả vòng vòng không được thì ghé tiệm cá gần nhà mua thôi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ đây mình nướng luôn nha. Nãy giờ mình cắt nhỏ nhỏ ra hết rồi. Con này cắt chưa ta? Con này như chưa cắt nè. Đó thì mình cắt nhỏ ra. Đó, các bạn thông cảm nha, nói chung hôm nay là đi là thất bại rồi, không có kiếm được ấy rồi. Đó, bỏ vào trong cái này mình để sẵn, mình lót giấy bạc sẵn rồi nha. Nữa. Hôm nay thì Megu đang bị ốm nghén á, không có tham gia được những cái buổi quay video các bạn ơi. Nên các bạn thông cảm nha, bữa nào Megu khỏe lại Megu sẽ tham gia nha. Đây con này nãy mình cũng cắt rồi nè, bây giờ sẽ bỏ vô. Nói chung thì bây giờ mình sẽ nướng trước đi nha, nướng sơ trước rồi xong chút xíu nữa nó gần chín rồi mình sẽ bỏ mỡ hành với là bỏ nước mắm rồi vô nha các bạn. Còn bây giờ nướng đợi trước đi đã nha. Bếp này bếp từ các bạn, nó nướng bằng điện á, cho nên là chắc cũng nhanh á. Ok, bây giờ mình sẽ để đây mình nướng khoảng 3 đến 5 phút nha. 3 phút đi cho nó khô lại, xong rồi mình sẽ nướng thêm mỡ hành 2-3 phút nữa cho nó chín nữa rồi ăn được rồi. Mở cái đèn này lên chút xíu nữa mình sẽ nướng cái con hàu này sau nha. Đó, bây giờ mình nướng trước mấy này trước nha, bây giờ mình sẽ cắt mấy con hàu này các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình nướng nó hơi khô một tí rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho một tí bơ vô nha. Đó, mỗi cục mình sẽ cho một tí bơ vô nè. Cho cục bơ vô. Đó. Để cho chút xíu nữa nó nóng rồi nó chảy bơ ra trước nha. Rồi mình sẽ cho mỡ hành vô sau nha. Đó, cái này nó quá là hấp dẫn luôn á. Ăn cái này là hết bài luôn mọi người ơi. Ăn cái này là đây, cái này mình cho thêm một cục vô. Này cho nhiều quá. Đây thêm cái này bên đây nữa. Đó. Anh em thấy hấp dẫn chưa? Ok, bây giờ mình sẽ bỏ mình nướng tiếp nha. Em bỏ nướng tiếp. Rồi các bạn ơi, mình nghe nó rồi, mình nướng được khoảng 2-3 phút mình thấy nó chín rồi nè. Oh. Rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ cho mỡ hành vô nha. Đây. Bây giờ mình sẽ cho mỡ hành vô. Hấp dẫn quá. Hai con này mình sẽ chơi theo phong cách Nhật nha. Tiếp theo hai con này mình sẽ cho thêm một ít đậu phộng nữa nè. Đó. Này đúng phong cách Việt Nam nữa các bạn. Đó. Tiếp theo mình sẽ cho tí nước mắm vô nha. Đây. Chút xíu nữa hai con mấy con hàu mình cũng làm giống vậy luôn nha mọi người. Cho thêm tí nước mắm này nữa. Ok. Rồi, đây là cái chai nước tương của Nhật nha. Bây giờ mình sẽ cho vô trong hai cái con này. Nhật thì ra người ta ăn theo kiểu này các bạn. Đây là của Việt Nam nè, đây là của Nhật nè. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cho mình nướng khoảng chừng
Bây giờ sẽ bỏ mình nướng khoảng chừng 2 phút nữa xong rồi mình sẽ qua mình nướng cái con này nha. Cái con này nó chín nhanh hơn thì mình sẽ cho mỡ hành cho trước luôn nha. Thì mình sẽ cho mỡ hành cho trước mình nướng luôn. Đây mỡ hành nè. Đó. Đây mình sẽ cho mỡ hành vô hết luôn. Đây là phong cách Việt Nam, đây phong cách Nhật nha. Đây mình sẽ cho đậu phộng vô trước luôn. Đây sẽ cho đậu phộng trước luôn. Chút xíu nữa mình nướng xong mình cho đậu phộng tiếp cái nữa. Cho nước mắm vô trước luôn để nướng luôn. Ok các bạn ơi, nói chung thì nãy giờ mình đã nướng hết mấy con hàu này nè. Đó, còn đây bên này Betonamuno Yarikata Tôi nhìn hôm nay Yarikata Kuchiwa shoyu dake Hoi 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 Thế còn Betonamuno là Betonamuno tare Nampura Nampura ne Betonamuno barbecue yaru toki ni koyu kanji desu ne. Oh. Chà, dochi ga saki ni tabe desu ka? Ah, chà, kochi. Hai, chà, dochi ga? Yakko. Để con coi ông ba vợ mình hôm nay ông ăn được không nha. Ăn được cái mùi nước mắm không nha. Để coi nó có kitchen tin kìa nha. Để mình cắt bằng kéo cắt không hết rồi giờ nó chưa đứt á. Hai, いただきます. Nampura臭さそんなない. Này, giá chặt tất cả này. Trời ơi, cái món này của Việt Nam mình là bá cháy bù chét luôn. Cái này gì đó? Cái này có là neki. Neki to ẩu nè. So, neki. À to, à đấy. Peanuts. Ừ. Nhật peanuts thì lại chứ nè. À, peanuts à mà lại lại. Còn đồ cái này thì mình thấy cái. Ừ. Đó, ôi giời ơi. Tôn tôn. Ừ. だって結構あの貝が結構あの生臭いじゃないですか。ちょっとこれ入れると。しないしないしない。そうそうそうそう。ナンプラとかとあのこういうの一緒に食べると飽きない。ナンプラもそんなにあの臭いっていう感じもしないし、美味しい美味しい。うん。うん。それはまあするんだよね。あ、するね。うん。日本もしない？あ、するする。する。全然あのナンプラーの生臭さないもん。うんうん。うん。じゃあ今度他の人も食べるよね。うん。平気平気全然。うん。今度バーベキューするときにこれ作ろうかなと思って、うん、でみんなあのこういう食べ方食べたことないから作ったら食べないかなって思って持ってないのかなって先にお父さん食べさせてみて食べるならじゃあみんなも食べるのかな。そうそう。ナッツも合うよこれ。ですね。全然全然臭くない。もっとナンプラ臭さがあると思ったけど、全然全然。よかったね。いや、ナンプラだよ。全然平気。じゃあ次はこれはあの日本の醤油。日本の醤油。うん。これはあの一般的だからね。そうですね。これも多分結構食べたから普通ですね。お醤油だもんね。お醤油だけ。nói chung là hôm nay chạy xe vòng 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 4-5 tiếng đồng hồ, ông lái xe cho mình nguyên cả buổi luôn. こっちはもう日本の日本のでもこっちの方があの中華っぽいっていうかあのココナッツがあナッツがあるから、うんうん、甘い感じがする、うん、食べやすいよこっちの方がおうん、やっぱりネギとピーナッツ入れてるとあこっちはねネギとピーナッツ合う合う合ううんうんうん美味しい美味しい。めめげきほかピナムハンガメ。うん。じゃあ次は、これかな。はい。これ日本語なんてやつですか。ホタテ。ホタテ。ホタテ。ホタテ。はい。じゃあどっちがいい。じゃあこっち。こっちを全然、うん、美味しいもん。うん。熱い。熱い。熱い。
フフして、こっちもなんかしょっぱいね。あ、そうね、こっちもね、甘い。おお、あれかな、あのホタテの、あ、そうかもね、水入れるのかな、うん、ホタテの皮は食べた？缶、うん、辛あはははは、có cái vỏ nó lọt vào trong mấy người con ốc không ăn luôn. Có chứ mà ăn mắm miếng nó xuống này nhỉ. Ừ. Chắc là cái con ốc đấy, con hàu này nó cái thật ngồi xin à. Chà, ホタテの方がなんか薄いか。味が薄いかもしれない。うん。こっちの方が美味しい。あの出汁が出るか。柔らかい、あのやっぱ味が薄いかもしれないね。うん。人間ね。でもタレが美味しいよ。うん。うん、でもナッツは面白いね。うん。初めて。うん、初めて。người Nhật người ta không ăn nướng theo kiểu là bỏ đậu phộng với lại bỏ mỡ hành vô các bạn, cho nên là ông ăn cái này ông khoái. こっちもしょっぱいな。うん。じゃあ味しないやつ。味しないやつ。うん。タレが。で、タレがこれは風格日本ね。日本の。普通の日本だもんね。そうですね。うん。日本。酸っぱいじゃない。うん、酸っぱくない。おお。うん。こっちの方が美味しい。うん。こっちの方が好き。もっと食べる。こっち。こっちの方食べる。こっちの方まで。うん。こっちの方が美味しい、美味しい。可愛いわ、もうあんリンレル。こんな感じ。おう。ちょっと切れてないけど。はい、全部食べる。全部食べれるよ。こっち美味しいもん。なんかここが美味しいな。美味しい。うん。Vậy là phong cách Việt Nam mình là ông khi ăn ngon hơn các bạn. Còn cái bên đây là do cái thịt của con hàu nó ra nhiều cái nước nó làm nó mặn mặn á. Ăn thì nó không có ngon, mà bên cái con này còn cay, nghe là con sò nha. Sò ngon hơn. 今日はあの4時間5時間運転してくれたからね。帰れなかったけど、ありがとうございますね。今日はね、一緒に行ってくれるから。大変美味しゅうございました。今度は、なんか30万人の登録の大きいお祝いしたいですよね。やりましょう。バーベキューね。やりましょう。じゃあこういうのも、作ってみようか。みんな食べさせてみて。そう、みんなに食べてもらって。のぞみとかみなみとか。そうね。マサとかひとしとかね。OK các bạn ơi, thì hôm nay mình đã làm cái món sò với lại cái món hàu này nè. Nó nướng theo phong cách Việt Nam và phấn Nhật kiểu mang. Thì ông ba vợ mình ổng nói là sò này ăn ngon hơn, nghêu này ăn ngon hơn là cái hàu này. Thì cái này xíu nữa mình để cho Megumi dạy với là bé Lily dạy ăn sau nha mọi người. Đó, thì mình ăn cái này riết mình cũng ngán rồi. Thì hôm nay mình mời ông ăn thử đi, bữa sau mình làm cái tiệc barbecue, mình mời tất cả mọi người với lại gia đình ổng á qua mình làm cái tiệc ngoài bờ sông á. Đó thì đợi phải nghỉ lễ các bạn, bây giờ thì đang rất là bận rộn không có nghỉ lễ được á, nên chưa có làm được. Thì sắp tới nghỉ lễ mình rảnh thì mình sẽ làm tiệc ăn mừng nha các bạn, nhớ đón xem nha. Đó, mình sẽ mời mấy đứa em gái tới luôn nha mọi người. OK, thì hôm nay một ngày đi nói chung là mua hải sản nhưng mà bị thất bại, các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến phút này nha. Các bạn có thấy video thú vị cho nên like, đăng ký, chia sẻ video giúp tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn nhiều video sau nha. Bye bye. Bye bye.